Chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay ba tiếp tục cưa ở chùa Phổ Phước, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhánh rất là khủng luôn. Thì bây giờ cũng là 5 giờ mấy chiều rồi. Giờ mấy người phụ cũng đã đi về hết. Tại vì nhà xa. Bây giờ sẽ cột máy để đem lên phía trên. Đây là cái nhánh lớn nhất của cái phần đọt này luôn á. Gọi tét nhánh bên đây luôn rồi. Wow. Ui, tét nhánh rất là dài luôn. Ui, nhánh quá khủng luôn. Rồi, cái nhánh rớt xuống bị tét quá trời luôn nè. Rất là khủng luôn. Mía ton thì cũng hơi thụng một chút thôi, cũng không sao. Bà đã đi xuống phía dưới để treo dây kéo ra phía ngoài. Gãy thêm một nhánh. Dướng thêm nhánh ở phía bên kia nữa rồi. Vì cái máy nhỏ ở phía trên rồi, bây giờ leo lên leo xuống thì khó khăn, nên ba sẽ kéo thêm một máy nhỏ khác lên. Vịn cái sợi dây nhỏ để cho ba giữ thăng bằng. Ừ.
là bự luôn á. Ồ, nó tét nhánh rồi nè. Rồi đã an toàn rồi. Nhánh khô nữa nè. Con ong bự luôn nè. Đây là ổ ong bần. Giờ sẽ vịn sợi dây và đu lên tiếp tục. Video đến đây là hết. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tối rồi, ngửi thì mới làm tiếp. Bây giờ là gần 6 giờ rồi đó. Bây giờ là chiều quá, chứ mỗi một cánh nó cưa lâu lắm. Giờ 5 giờ 40 rồi, 39 rồi. Còn làm nhanh nữa, sao không thấy đường làm. Dạ. Mới mình làm sớm. Chào bà con nghe. Đi tắm, ngứa quá rồi.